Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Nhật ký cờ tướng Hàng Châu 2023. Ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10. Và ngày hôm nay thì giải đấu của chúng ta diễn ra nội dung cá nhân nam nữ ở vòng 4. Vòng này thì chúng ta có một cái niềm hy vọng, ngôi sao hy vọng đặt vào cái tên Lại Lý Huynh. Khi mà đối thủ của Huynh chỉ là một kỳ thủ đến từ Singapore mà không phải là kỳ thủ được đánh giá quá cao, kỳ thủ mang tên Lưu Ước Hào. Anh này thì đang có một cái số điểm rất là tốt trong những cái vòng đầu tiên, và ván đấu này thì Huynh cầm quân đen đi hậu, nhưng mà rất tiếc cái ngôi sao hy vọng này thì không đem về cái kết quả tốt khi mà Huynh chỉ có một kết quả hòa thôi. Ngoài ra thì bảng nữ của chúng ta thì cũng có một cái cuộc đụng độ khác của chị Phi Liên đi tiên gặp cái nữ kỳ thủ Ngô Lan Hương, một kỳ thủ mà đã từng khoác áo đội tuyển Việt Nam và đem về rất nhiều thành tích cho đội tuyển Việt Nam, nhưng hiện tại thì đang đầu quân cho đội tuyển cờ tướng Singapore. Rất là tiếc ở trong trận đấu này thì chị Liêm đã không thể tận dụng được cái lợi thế đi tiên và để thất trận. Một kỳ thủ nữ khác đó là Hoàng Yến thì vòng này được miễn đấu và cũng đem về số điểm tối đa, tiếp tục bám đuổi cái top tranh huy chương. Và cái diễn biến nổi bật nhất của ngày hôm nay thì có lẽ là cái ván đấu của Idol Nguyễn Thành Bảo trước một kỳ thủ đến từ Đài Bắc, kỳ thủ mang tên Cát Trấn Y. Và đấu này thì anh Bảo được cầm quân đỏ đi tiên các bạn nhé. Anh Bảo được cầm quân đỏ đi tiên ở phía màn hình, phía dưới màn hình của các bạn. Ở phía trên đó là quân cờ màu đen thuộc về kỳ thủ Cát Trấn Y. Và bước vào trận đấu thì anh Bảo rất là tự tin đánh pháo 2 bình 5 luôn. Pháo 2 bình 5, đối phương đi mã 8 tấn 7 và binh 3 tấn 1 là một quyết định được anh Bảo đưa ra. Thì như các bạn thấy, thời gian gần đây các kỳ thủ rất ưa thích cái thế trận mà bên đánh pháo đầu sẽ ép binh 3 ở nước thứ hai. Đây là một cái thế trận nó tương đối hot các bạn ạ. Nếu bên đen mở binh 3 thì diễn biến nó rất có thể sẽ đưa về cái thế trận thông thường. Đấy, nhưng mà nhiều kỳ thủ cầm đen là họ sẽ lựa chọn những cái việc đó là lái cuộc đi. Và Cát Trấn Y trận này cũng vậy. Anh ta chơi xe 9 bình 8, mã 2 tấn 3 thì mở và 8 bình 9. Mở ra một cái bộ tam bộ hổ bên phía cánh trái để có thể đoạt được cái lộ trực xe dành cho bên đen. Đó. Và cái diễn biến tiếp theo thì anh Bảo nhảy mã 8 tấn 7. Bên đen đấm binh 3 tấn 1 và pháo 8 tấn 4 dành cho anh Bảo. Thì ở đây khoan hãy đi tiếp thì chúng ta thấy được rằng là cái thế trận này gần đây thì chúng ta gặp rất nhiều, trong đó thì không ít ván mà Lại Lưu Huynh sử dụng và rất thành công trong lượt về của giáp cấp liên tái phải không ạ? Thì chúng ta thường thấy là Huynh hay chơi cái nước biến là pháo 8 bình 9 như thế này. Đấy. Và gần nhất thì tôi lại thấy hai kỳ thủ Trung Quốc triển khai cái thế trận này, đó là Vương Hạo đi tiên gặp thần đồng Mạnh Phồn Duệ. Thì trong cái thế trận đó thì Vương Hạo lại chơi cái nước biến là hoành xe cơ, xe 9 tấn 1. Rất là thú vị. Các bạn thấy được rằng là ở trong những cái khai cuộc hiện đại thì các kỳ thủ họ luôn tìm ra những cái đường đánh mới mẻ và độc đáo các bạn. Những cái đường đánh mới mẻ như thế và độc đáo như thế thì rất mang lại rất là nhiều cái hiệu quả. Và trong ván đấu này cũng vậy, chúng ta cùng xem tiếp. Và đấu này thì anh Bảo lựa chọn cái đường đánh đó là ngũ bát pháo vào 8 tấn 4. Bên đen cũng ung dung lên mã 2 tấn 3 thôi. Và cái đường đánh mà chúng ta thường gặp nhất dành cho bên đỏ đấy là sẽ đi pháo 8 bình 7 đè cái lộ mã như thế này các bạn ạ. Tuy nhiên thì cái đường đánh này thì bên đen cũng không không đáng ngại lắm. Bên đen có cái chiêu thức hóa giải đấy là xe 1 bình 2 rồi tuần áo pháo 2 tấn 2 chứ các bạn. Hóa giải được hết. Đấy. Thế thì ván này anh Bảo phải đổi cuộc và chơi xe 1 tấn 1. Đây thì cũng là cái hướng đánh rất mạnh dành cho bên đỏ. Tiếp theo thì Cát Trấn Y chơi mã 3 tấn 2. Mã 3 tấn 2 thì cái khai cuộc này khi mà theo dõi thì mình cũng thấy tương đối bất ngờ. Khi mà một kỳ thủ đến từ Đài Bắc nhưng mà khai cuộc rất chuẩn chỉ các bạn. Dường như là đi không sai nước nào cả. Và mã 3 tấn 4 đánh được tốt đầu thì hoành xe thôi, cũng không sợ nước pháo trống các bạn. Vâng, anh Bảo cũng không ăn mã xuống tốt đầu mà tiếp tục hoành xe vào bên đỏ, bên đen cũng không giữ tốt đầu và đi xe 1 bình 3. Đến đây thì anh Bảo lựa chọn phương án quật phá sang tốt. Quật phá sang tốt và đen đi voi 7 tấn 5, nó cũng rất là đúng cuộc các bạn. Và cái nước cờ này thì bắt đầu khiến cho tôi hơi bất ngờ một chút. Một cái nước vòng mã về cung khá là nhìn khá là lạ các bạn, rất là uyển chuyển đúng không ạ? Chuẩn bị chuyển mã 5 tấn 3 sang. Đấy. Thế thì khi mà phân tích lại thì đây cũng là một trong những cái nước biến có trong cuộc các bạn. Đấy, nhưng mà nó lại không phải là những cái nước biến hàng đầu. Thì mình cảm giác đến đây là dường như anh Bảo đánh bằng tư duy các bạn.
đánh bằng tư duy thôi. Chứ còn đây là một cái thế trận mà anh bảo ít khi sử dụng các bạn, ít khi sử dụng mà ấy đánh rất là nhìn được những cái đường đánh nó rất là lăng lệ các bạn. Mình cảm giác như là anh bảo đánh theo cái kiểu là ứng biến thôi, chứ rất là khó để mà nghiên cứu sâu đến như vậy các bạn. Nếu mà huynh đánh thì mình tin rằng là sẽ là những nước cờ trong nghiên cứu, còn anh bảo thì mình lại nghĩ về thiên về hơn những cái sự sáng tạo trong những cái hình đồ chung cuộc các bạn. Thì đây đối phương đi một cái nước cờ rất đúng với ý đồ của anh bảo, đó là họ ăn mã xuống. Đấy, ăn mã xuống và chuẩn bị cắm pha xuống đáy này các bạn. Rồi chuẩn bị xe 3 bình 4 này đúng không ạ? Rất là nhiều những cái thủ pháp phản kích khá là mạnh dành cho bên đen. Tuy nhiên thì nó nằm trong tầm tính toán của anh bảo hết rồi các bạn. Có 5 bình 7. Đấy, một nước cờ di chuyển pháo đầu ra. Đấy, chỉnh hình nghệ thuật. Vừa là soi vào cái con tượng 3 của bên đen này các bạn này. Đến đây thì bên đen đi xe 3 bình 4 cũng rất là hợp lý rồi. Anh bảo thoát mã cung lên, mã 5 tấn 3. Sọc xe xuống bắt pháo và xe 9 bình 7. Đấy, những cái nước cờ mà dường như là nó đã được tính toán từ trước dành cho anh bảo rồi các bạn, không hề nao núng trước những nước chọc ngoáy của đối phương các bạn. Vào nước kê pháo vào, ở đây thì các chân đi không muốn đánh mạo hiểm bằng nước sọc phá xuống đáy, tại vì sọc phá xuống đáy thì tôi nghĩ là anh bảo sẽ chuyển xe sang đấu xe, đoạt cái lộ này thì cái con pháo nước pháo sẽ bị vô hiệu các bạn, thì kê pháo vào thì tránh nước đấu xe cũng là rất là hợp lý các bạn. Thì hình cờ này tất cả các quân chủ lực của bên đỏ dường như là đã ổn rồi, và anh bảo là đưa đi một nước cờ rất hay, đó là đưa binh 3 sang sông. Tốt 3 tấn 1. Đấy, tốt 3 tấn 1 sang sông. Nếu ăn tượng lên ấy, nếu ăn tượng lên thì các bạn thấy là cái con tượng 3 này rất là lỏng các bạn. Đấy, và đối phương không ăn tượng lên mà trả mã về đấu. Trả mã về đấu thì bây giờ anh bảo mới lên sĩ bắt xe, và xe thoái hai nước là nước cờ bắt buộc rồi các bạn, không có nước nào khác. Anh bảo đi nước cờ rất hay, xe 1 bình 4, không đấu mã mà là một nước xuất động quân chủ lực. Nếu mà đối phương ăn thì chúng ta tràn quân lên các bạn, những nước cờ rất đáng học hỏi. Đây thì tất nhiên là đen không thể nào ăn tượng lên tốt được các bạn, nếu ăn tượng lên tốt thì vỡ tượng đáy thì nguy hiểm lắm. Và đen đi nước cờ cũng rất hợp lý, đó là binh 3 tấn 1, khi mà cái đường binh 3 này nó thông thoáng này, tràn sang và tạo sức ép tới pháo của bên đỏ là nước cờ rất hợp lý rồi. Rồi và anh mà bắt đầu quật pháo sang biên, vừa là mở đường cho tốt 3 xuống đánh và cần thiết có thể ghim xuống đáy các bạn, rất hay. Hình cờ này á, đúng ra là bên đen phải đục con binh 3 xuống rồi hãy làm gì thì làm các bạn, thì nó sẽ hợp lý hơn. Cái nước vật pháo này lên của bên đen nó hơi khinh suất các bạn, hơi khinh suất, và ngay lập tức thì anh bảo tận dụng và tung ra một C đi đòn. Chúng ta đây sẽ hãy xem, đầu tiên là đấu bớt mã này, đấu bớt mã chưa thể ăn về mã được các bạn, phải pháo 9 bình 7 tranh tiên bắt tượng đáy trước. Đương nhiên sẽ là một nước chống cục. Ăn mã thì bình 3 thứ 1. Và bây giờ các bạn thấy được cái sức ép của con tốt 3 này tới con mã là vô cùng lớn. Biết trước là đối phương cũng sẽ có nước binh 3 tấn 1 và anh bảo đóng pháo vào đầu. Các bạn thấy những cái nước cờ rất chiến lược đến từ bên đỏ. Đến đây thì các bạn thấy là cái chốt chặn bảo vệ tốt đầu của con mã này không thể nào duy trì được. Con mã này bắt buộc phải có một cái động thái gì đó các bạn, hoặc là chạy hoặc là bỏ, thì cả hai động thái đó thì cũng không thể nào giúp bên đen bảo vệ được tốt đầu. Trước đó thì đen thực hiện một nước cờ bình pháo bắt xe, thì nước cờ này thì càng giúp cho bên đỏ mở được xe ra một cái lộ sáng hơn các bạn. Và tiếp theo thì đen quyết định bỏ mã với nước cờ xe 4 bình 7, nhưng nước cờ này cũng không có quá nhiều tác dụng. Và bây giờ thì đòn đánh được anh bảo tung ra, và hình cờ thì sau một hai nước cờ là thấy bên đen vô phương cứu chữa rồi các bạn. Có được pháo đầu, có được hai xe, nhất là con xe này nãy ở lộ 7 còn tối tối một tí đúng không ạ? Đen bắt cho một nhịp ra lộ 8 lại càng sáng, rồi là con pháo đầu, rồi pháo một con pháo còn lại đang chuẩn bị cắm xuống đáy hình thành bộ thiên địa pháo các bạn. Đấy, chỗ này thì đen nhận thấy mối nguy hiểm thì đã không kịp nữa rồi, chuyển xe sang bắt pháo biên thì anh bảo chìm xe xuống đáy và dọa đòn xuyên tâm cục, chuẩn bị xuyên tâm cục để các bạn. Nếu ăn pháo thì xe 4 bình 5. Sĩ ăn lên xe ăn tượng cục ngay các bạn, toi ngay, không ăn pháo được. Vâng, giật pháo về thủ thì đỏ pháo 9 tấn 3 xuống bắt tượng đáy. Đến đây thì đen nhận thấy là vô phương cứu chữa rồi các bạn, nếu mà phế xe xuống pháo, phế xe xuống pháo thì cũng chẳng đỡ được các bạn, mất xe nhưng một cái thế công của bên đỏ vẫn còn nguyên. Đấy, nhận thấy hình cờ quá bất lợi và bên đen buông cờ nhận thua. Với cái chiến thắng này thì anh Bảo cũng đem về hai điểm vô cùng quý giá, và
Hy vọng rằng với điểm số này thì sẽ giúp cho anh Bảo ở những cái vòng đấu tiếp theo cố gắng cứ chắc chiu từng điểm một để có thể bám đuổi cái top đầu. Biết đâu đó vẫn có cái cơ hội giành được giải ba các bạn ạ. Tôi nghĩ rằng để mà tranh vé vào chung kết thì hơi khó rồi, nhưng mà tích lũy từng điểm số một để đem về một cái huy chương đồng cũng là một cái thành tích vô cùng cao, vô cùng ấn tượng rồi phải không ạ? Hy vọng anh Bảo sẽ làm được điều đó. Và đến đây thì cũng kết thúc video của mình rồi. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn tới toàn bộ quý khán giả đã luôn có những cái sự động viên đến bình luận viên và đến Thăng Long Kỳ Đạo mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Bye bye.